Thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020, mới đây tại Quảng Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện USAID-GIG tổ chức hội nghị chính sách phát triển thương mại vùng biên giới, miền núi và hải đảo. Việt Nam có 3/4 diện tích là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. 25 trên 63 tỉnh thành có biên giới giáp với 3 nước Lào, Campuchia và Trung Quốc, dài khoảng 4.653 km. Khu vực này luôn được nhà nước quan tâm với nhiều chính sách đặc biệt để thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng an ninh quốc phòng, bảo đảm đời sống cho người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc đưa chính sách vào cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Một số văn bản quyết định không còn phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi, bổ sung một số chính sách. Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm, có những chính sách hỗ trợ đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều đề xuất cụ thể đã được đề cập tại hội nghị như việc xây dựng hệ thống chính sách và pháp luật đặc thù về phát triển thương mại, gồm phát triển cơ sở hạ tầng, vay vốn ưu đãi về thuế, các chính sách xuất nhập khẩu, tích cực phát triển thương nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động thương mại tại vùng đặc biệt khó khăn, tập trung phát triển mặt hàng có thế mạnh, quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ thương mại, phát triển hoạt động đối với chợ miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ về phát triển vùng đặc biệt khó khăn này.